Mình đi làm gì đây? Để đi theo mấy bạn nhỏ này coi. Cái gì con? Mình đi làm gì đây? Quá. Dưới chân mình đi. Đi ngồi gai nè cả nhà. Gai không đi được gì trơn cả nhà kìa. Điền nói. Đi, đạp đạp mồi gai xuống đi. Cho hai đứa nhỏ vô trong đi anh ơi. Vừa nắng mà đi cố gắng đi, còn đoạn đường chút xíu nữa con tới rồi. Mà hai nhìn lũ rồng nè, mà hai. Nhìn đây nè, nãy giờ đi ra đi rồi. Hai ba cây gì nữa đây. Lũ rồng đây. Bộ quả. Đừng có hái, đừng. Không quay xưa. Hai chị. Mày. Mình đi đâu vậy? Ồ, mình chặt cái chuối làm bè hả? Quá to luôn cái chuối dưới chừng bạn xử rồi. Nè cái nhà, đằng kia có một con sông cái nhà. Gọi mất tiêu rồi. Im đi. Đi tùy mà mới vậy. Mình lấy thay lá chuối đi. Đi ép cái lớp mà hay. Con bè. Ôi, cả nhà có thấy cái ba bạn nhỏ này không? Hai bạn nhỏ rồi đi xuống sông. Xuống này chỉ nè. Chúng ta hãy bình tĩnh. Bình tĩnh và đi từng bước nhỏ. Bước bước ngay chân giữa. Con sâu đây nè. Con sâu, sâu bò, sâu, 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 sâu ở ngoài bay được. Con sâu bay được. Lù bữa nay nhịn đói luôn, trưa không có cho ăn gì hết ta. Này bà biết, mẹ mày gây giờ mày khẹt 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 nó chửi ông nó chửi bà cho mày bị bệnh nha. Đây gì anh hả? Đi con xuống con, đi 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 theo cha nè, cha tắm cho, cha tập cho bơi tắm liền hả mà hai hả? Không biết nữa, ông kia để đồ bên đây rồi mà hai, ông kia đi lấy đồ cho Khoa. Mình đang đi khiêng cái chuối không biết đi đâu đây nè. Đi theo cái người cầm cái chuối, người chủ trì. Quay ngược nắng nè cả nhà thấy không? Qua ở dưới này. Rau dền này có, rau dền mọc xen chung với cỏ nè. Thấy không vậy? Thấy cỏ nhiều hơn rau dền luôn á. Cỏ nhiều hơn rau dền luôn nè. Bé muối, bé muối ơi, ở nhà thấy rau mồng tơi nhiều quá ha. Mình chụp chút xíu nha, trong khi chờ đợi cha của bạn Khoa. Đây mình quay ngược cái hướng này lại cho cả nhà cùng xem nha. Anh ấy đang khiêng cái chuối để đi làm bè chuối đó cả nhà. Ba này nhổ mẹ rồi đâu lên tóc nữa. Con chánh chánh năm cây đủ rồi hả? Quá trời nhiều luôn, nổi không đây, nặng nó nặng lắm cả nhà. Cái gì tương đương khoảng 40-50 kg á. Bốn năm chục ký gì lên dày vậy, chắc gãy cổ quá. Sao nó nặng như vậy? Bữa nay mà hai lôi tiếp là cho còn hai chút xíu mà nặng quá trời nặng luôn, nặng thở cũng không ra hơi luôn à. Năm cái chuối
cà tím nè cả nhà, ngon không? Tím. Đây hai bạn này trong khi chờ đợi làm mè, hai bạn kia cả nhà thấy cảnh đồng quê yên bình không? Mình lấy cái đó làm gì anh? Cây đóng quà thôi hả? Cây dao đó mấy đứa ơi, xích ra. Khoa, đừng nói vậy con. Giờ mình đi theo tránh con, tránh đi cho Lan Cha làm vô tay vô chân con. Cả thế giới thì thấy mới hết, không cả dòng nước, cả nguyên một khu An Giang này bị mặn trồng cây nào thất cây đó. Thế mình đi tặng rồi nha. Cây đó cái gì vậy anh? Vâng. Các bạn này đứng đây để cố định cho cả nhà. Đứng cố định hai bạn lớn, cố đứng cố định cho cái cho cha của Kha. Rồi nó bị xiên luôn rồi. Cái nó bị thúi. Có khi nào nó bị bể ra luôn không anh Lương? Hả? Mấy cây chuối này có vẻ nó không chắc vậy, nó bọng nước thôi. Vừa tay đánh vừa tay đang đang qua chỗ rồi đó, chỗ qua chỗ rồi đó, chỗ qua ừ, chỗ qua rồi đó. Thấy rồi đây có cây kiếm lửa, có dịp cầu lửa. Kiếp lần nữa là gì? Ủa trời. Nào biết đâu. Đóng tiếp đi, đóng tiếp đi, đóng tiếp đi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Làm cho mấy này vui chơi mà mặt như chung. Đứng lên đi, đứng lên đi cho nó cố định. Cái bè này không biết nó như thế nào nhưng mà thấy cách làm quá công phu, quá mệt mỏi rồi, mệt như chó, đốn đốn chuối cũng mệt, khiên cũng mệt, tìm cái giòn nhỏ đơn gãy cái giò, lấy cái chân ra. Nóng sắp xong rồi đó, nóng được bên đây rồi cả nhà, còn kia cho nó chắc. Trời chiều như vậy. Ăn trời. Ok đi. Ok.
Hà Thủy, Hà Thủy. Hà Thủy vô thiền làm sao? Xuống 1, 2, 3. Nặng dữ vợ luôn á. Cứ cây 50kg đó. Hơn nữa. Hơn 50kg á. Hơn cái cà luôn. Bỏ chiếc ra, dục chiếc đi. Dục thuyền Hạ Thủy cách ta. Cách đáo quá. Đẩy xuống chị muốn. Rồi xong cái cà luôn. Rồi. Không kìm. Chị ai xuống mà con có người có. Ủa, người con xuống. Hai ơi, ruột ngạo rồi đó con Hai. Ruột ngạo rồi nè. Ê, cái cây ở kia sao xuống cuốn thêm. Ủa, trời ơi, trời đi luôn rồi. Trời ơi, qua bồn kia đó. Hai ba người lên ngồi thử coi nó ra sao vậy. Cái cà tím hái ba trái đó luôn đi. Xong rồi, xong rồi cái cà. Nó gãy cái cà cho mọi người. Ôi, thiền quá dữ. Rồi, em ăn luôn đi. Vậy ăn sống được mà. Anh ba mặc mặc đi. Ai lên chìm luôn á. Cự ơi, chụp hình ơi. Anh ba mặt cũng chết rồi, anh ba mặt thù lầu luôn. Chỉ thấy ai lên xuống nữa. Anh ba nhập. Đưa cây đưa người. Mọi người. Mặt lên làm em vậy đó. Đúng rồi, ba mặt đập thù lầu rồi. Chị ăn kia. Đúng rồi, vui đi. Con. Trải nghiệm. Trời nhìn cây như gà nha. Đứa nào mà ngồi luôn đây không có ngẫu phao nha. Không có ngẫu phao hả? Ừ, đây không được bằng ngẫu phao. Tại sao? Ngẫu phao lên cũng được nữa. Nhưng mà có thằng nào không biết bơi. Thôi, thằng đi biết bơi không? Cái cây mất mẹ nó rồi. Đây, trời ơi, cái cây này mẹ. Rồi đó giờ quá thấy luôn á, cái bè cái thằng chèo. Chuối cả nhà. Chìm. Nãy hai thằng nó đi cùng chung hướng. Ghe đi hai tay ghe đi đang chụp hình nè. Ngồi trên nước được luôn kìa. Ngồi trên nước nè, ghe đây chụp hình nè, ngồi trên nước được luôn nè, quá cảnh lạ cả nhà, ngồi trên nước được luôn. Chìm luôn. Chìm mẹ ơi. Giống bóng không? Chìm ơi chìm. Lú ơi lú. Lật nổi luôn hả? Hay dữ vậy trời. Lật nổi luôn đó hả? Mạnh dữ vậy. Hai đứa lên được đó mà có một cái nó nặng quá rồi. Cái này đáng lẽ phải làm mấy cái chú bự bự.
anh đang lên là hai đứa chịu á. Đúng không con anh? Đúng chính xác không? Đúng rồi, đúng rồi. Là thay vì thở chìm chìm gấp như là chìm chìm kìa chìm.